Ngày Varane ra mắt và cũng là ngày khai mạc mùa giải 2021-22, hàng nghìn người hâm mộ có mặt chật kín khán đài Old Trafford. Đây giống như một sự khởi đầu cho một thời kỳ phòng ngự ổn định mới cho Manchester United. Áp lực tài chính của Real Madrid có thể là một phần lý do khiến Varane ra đi, nhưng khoảnh khắc Rio Ferdinand ôm lấy Varane khi United hủy diệt Leeds với tỷ số 5-1, thật khó để không phấn khích trước viễn cảnh hàng phòng ngự trong mơ với sự có mặt của Harry Maguire và Rafael Varane. Man United đã kết thúc mùa giải trước đó với một hàng phòng ngự tệ hại và cần một sự cải thiện cấp bách cho tấm khiên bảo vệ trước khung thành David De Gea. Họ đã cố gắng giải quyết vấn đề này bằng việc chi 40 triệu euro để đem về Varane, một trung vệ đẳng cấp thế giới và có khả năng kết hợp ăn ý với đội trưởng Harry Maguire để dẫn dắt hàng thủ Man United. Thêm nữa, Varane mới chỉ 28 tuổi khi đến Man United nên hoàn toàn có thể tiếp tục những năm đỉnh cao sự nghiệp ở câu lạc bộ. Chính vì thế, đây là một bản hợp đồng rất được trông đợi của ban lãnh đạo Man United và cả các cổ động viên. Tờ The Athletic đã đưa ra một số quan điểm lo lắng vào cuối tháng 7, nhưng sau trận ra mắt của trung vệ người Pháp vào cuối tháng 8 trước Wolverhampton Wanderers, Varane được xem là câu trả lời cho vấn đề phòng ngự của Man United. Tại Molineux, sơ đồ 4-2-3-1 điển hình của Ole Gunnar Solskjaer đã nhường chỗ cho một 4-3-3 tham vọng hơn, với Paul Pogba và các hậu vệ cánh của United thường xuyên được khuyến khích dâng cao để hỗ trợ cho các đợt tấn công. Sơ đồ mới khiến Fred, Harry Maguire và Rafael Varane có những khoảng trống lớn hơn để bao quát trong cách chống đợt phản công, nhưng cuối cùng họ đã có được chiến thắng xít sao 1-0, một phần nhờ khả năng phòng ngự chủ động của mình. Tiếp theo là 4 trận đá chính của Varane, 2 thắng, 1 hòa và 1 thất bại, trước khi Premier League tạm dừng cho kỳ thi đấu quốc tế vào tháng 10. Vào thời điểm này, rõ ràng là Man United đang rất cần sự gia cố và nâng cấp ở vị trí tiền vệ phòng ngự để thay thế Matic, nhưng tốc độ và khả năng đọc trận đấu của Varane đã giúp che đậy vô số lỗi ở hàng phòng ngự. Thật không may cho đội chủ sân Old Trafford, Varane dính chấn thương háng vào tháng 10, dẫn đến một loạt các sự kiện sau đó dẫn đến cuối cùng đây là một mùa giải ra mắt đáng thất vọng của trung vệ người Pháp. Sự xuất hiện của Varane có thể tạo nên cặp trung vệ tốt nhất tại United kể từ thời của Rio Ferdinand và Nemanja Vidic, tờ The Athletic viết vào tháng 8. Vấn đề chấn thương và sức khỏe khiến Varane không có nhiều thời gian thi đấu bên cạnh thủ quân Man United Harry Maguire. Varane dính chấn thương gân kheo không lâu sau khi bình phục chấn thương háng. Điều đó có nghĩa là anh ấy đã vắng mặt trong những giai đoạn thi đấu rất tệ của United trong mùa giải từ giữa tháng 10 đến tháng 11. Cầu thủ người Pháp đã có mặt trong chiến thắng 3-0 trước Tottenham của Nuno Espirito Santo, nhưng đó là xen kẽ giữa 4 trận thua mà Varane đã bỏ lỡ. Sau khi tiếp quản câu lạc bộ, huấn luyện viên tạm quyền Ralf Rangnick có ý định để United chơi với sơ đồ 3 hậu vệ với cả Rafael Varane và Harry Maguire ở nửa sau của mùa giải, bao gồm cả trận gặp Liverpool tại Anfield. Nhưng các vấn đề chấn thương cùng với việc Harry Maguire mất phong độ khiến hàng phòng ngự vốn đã mỏng manh dễ vỡ đã hoàn toàn sụp đổ. Tổng cộng, Rafael Varane đã bỏ lỡ 17 trận cho United. Anh ấy không phải là cầu thủ duy nhất gặp vấn đề về sức khỏe ở câu lạc bộ vì cả Solskjaer và Rangnick phải xoay tua và thay đổi hàng phòng ngự trong suốt mùa giải. Nhưng dường như cuối cùng không có gì phù hợp kể cả trên sân thi đấu hay trên bảng tỷ số. Cả hai huấn luyện viên đều không thể tìm thấy một cặp trung vệ đủ an tâm để có thể ngăn chặn đối phương tạo ra các cơ hội hoặc ghi bàn. Varane thường có xu hướng chọn các đường truyền an toàn khi triển khai bóng. Cầu thủ người Pháp lựa chọn những đường truyền sang ngang an toàn để giữ quyền kiểm soát bóng hơn là truyền các đường bóng mạo hiểm hơn hướng về phía trước. Đây là những đặc điểm bình thường đối với một trung vệ, đặc biệt là khi kết hợp với đội trưởng Harry Maguire, người có xu hướng kéo bóng lên phía trước hay mở các đường truyền dài hướng lên trên. Nhưng trong 8 trận đấu ở Premier League mà cầu thủ người Pháp đá cặp với Victor Lindelof, United đã thiếu một nhân tố ở hàng phòng ngự có thể tịnh tiến bóng lên phía trước từ phần sân nhà. Điều này đã gây ra áp lực lớn cho cả đội ở khâu triển khai bóng tấn công. Tờ The Athletic từng nói rằng cần thận trọng khi sử dụng dữ liệu thống kê để xem xét đánh giá một trung vệ. Phòng ngự là một nhiệm vụ rắc rối của cả một tập thể để giải quyết các sai lầm và trách nhiệm cá nhân. Tình huống bóng luôn là chìa khóa. Các yếu tố vô hình và kỹ năng mềm, những yếu tố khó định lượng trên bảng tính là rất quan trọng. Ví dụ, một trung vệ có chỉ số phòng ngự cao có thể chỉ thẳng ra những vấn đề xung quanh hơn là sự thành công về mặt phòng ngự của bản thân. Những thông số cá nhân của Varane cho United ở Premier League là rất đáng nể. Không cầu thủ nào của Man United chiến thắng trong những pha tranh chấp trên không mỗi 90 phút hơn là Varane 2,8 lần. Anh ấy giành lại quyền kiểm soát bóng 3,8 lần mỗi 90 phút.
Con số này của Harry Maguire là 5,3 lần mỗi 90 phút. Xét về các pha tắc bóng, trung vệ người Pháp đứng thứ 9 trong bảng xếp hạng các cầu thủ MU với 1,4 lần trên 90 phút, cao hơn so với con số 1,2 của Harry Maguire. Một điều hết sức đáng lưu tâm vì Varane không phải là mẫu hậu vệ dập điển hình. Thông thường, Rafael Varane được coi là một trung vệ thòng, người sẽ lấp vào khoảng trống khi phòng ngự. Còn Harry Maguire thì ngược lại, anh ta là một trung vệ dập điển hình, sẵn sàng lao lên tắc bóng và không để đối phương có thời gian suy nghĩ. Hình ảnh Varane luôn bận rộn trong mùa giải 2021-22 cho thấy mọi thứ đang rất hỗn loạn ở hàng thủ xung quanh anh ấy. Varane giống như Maguire và các hậu vệ khác của Man United, họ ngày càng sa sút khi mùa giải sắp đi vào hồi kết. Sự thiếu liên kết về mặt giao tiếp ở tuyến dưới khiến Man United không thể ngăn chặn được các cuộc tấn công của đối phương. Ở mùa giải 2021-22 này, có những thời điểm Rafael Varane bị chấn thương và không thể đá cặp với Harry Maguire như mong muốn ban đầu của ban lãnh đạo khi đưa anh về với đội chủ sân Old Trafford. Cũng có những thời điểm Varane đạt được thể trạng tốt, thế nhưng Maguire lại đánh mất những giá trị của anh ấy ở mùa giải 2020-21. Và có những lúc Maguire vắng mặt và Varane phải đảm nhận những trọng trách mà cầu thủ này không hề thành thạo. Sẽ là hà khắc và phiến diện nếu đổ lỗi quá nhiều lên Varane vì rất ít trung vệ có thể ngăn chặn được các pha tấn công mà Man United phải hứng chịu trong mùa giải vừa qua. Ngoài những cầu thủ đang chơi cho các câu lạc bộ trong nhóm Big Six, không có nhiều cầu thủ có thể đưa ra những đường truyền dài đẳng cấp từ rìa vòng cấm này sang rìa vòng cấm sân đối diện như cách mà Harry Maguire làm khi cầu thủ này đạt phong độ cao. Nhiều vấn đề trong phòng ngự của MU không xuất phát từ các trung vệ của họ mà là do sự yếu kém ở hàng tiền vệ trung tâm. Thật không may, hoàn cảnh đã khiến cầu thủ người Pháp trở thành một cục tạ đắt tiền trong một hàng thủ đang bộc lộ ra quá nhiều vấn đề của Man United. Tóm lại, Varane là một trung vệ cực kỳ tài năng, đẳng cấp và có thể hợp tác tốt với Harry Maguire để trở thành cặp trung vệ trong mơ của người hâm mộ Quỷ Đỏ nếu anh ta đạt thể trạng tốt nhất. Quý khán giả vừa theo dõi một sản phẩm của Random Football. Hãy cho chúng tôi biết cảm nghĩ của các bạn bằng cách để lại bình luận ở bên dưới. Nếu hứng thú với video này, hãy ủng hộ đội ngũ sản xuất của Random Football bằng cách nhấn like và subscribe đăng ký theo dõi, cũng như bật chuông thông báo để không bỏ lỡ những video mới nhất trên kênh nhé. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại!